7, tuần thứ 2 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 3, từ câu 20 đến câu 21. Khi ấy, người trở về nhà và đám đông lại kéo đến. Thành thử, người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Suy niệm: đáng lý ra trong khi thi hành sứ vụ, Chúa Giêsu được sự hỗ trợ trước tiên của những người trong gia tộc mình. Thế nhưng ngược lại, người gặp một lực cản từ phía họ. Trong khi đám đông tuôn đến với Chúa Giêsu và nhiều người tin vào quyền năng của người biểu lộ qua những phép lạ và những lời giáo huấn có uy quyền, thì những người thân nhân của Chúa Giêsu lại cho rằng người đã mất trí và đi tìm bắt người. Tinh thần gia tộc là một nét văn hóa Việt Nam, một giọt máu đào hơn ao nước lạ. Truyền thống bao đời của chúng ta đề cao việc tôn trọng lễ nghĩa gia phong, sống yêu thương đùm bọc, giữ gìn danh thơm tiếng tốt cho nhau, tối kỵ chuyện xung đột trong nội bộ gia đình. Ngoài ra, là Kitô hữu, chúng ta có một phần sống và truyền đạt đức tin để những người trong gia tộc biết Chúa và tin theo Ngài. Việc cổ vũ người nhà dấn thân tông đồ hay theo đuổi ơn gọi tu trì cũng cần được quan tâm. Chúng ta phải sống sao cho tinh thần gia tộc với những thực hành truyền thống đặc trưng của người Việt tồn tại trong gia đình mình, nhất là cho thêm vào đó tinh thần đức tin Kitô giáo, như cha mẹ dạy con việc siêng năng dự lễ, đọc kinh cầu nguyện. Mùa xuân đang về trên quê hương chúng ta, ước gì qua những thăm hỏi chúc Tết, chúng ta cũng mang Chúa đến cho mọi người, luôn nhắc nhau sống mến Chúa yêu người và sống đoàn kết chia sẻ với nhau. Như người ta thường nói, lá lành đùm lá rách. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn tỏa sáng tinh thần tin mừng ở mọi nơi, trước tiên là ở nơi gia đình của mình, để mỗi người chúng con biết yêu thương và quan tâm đến nhau, gìn giữ lòng đạo đức, kính mến thờ phượng Chúa và Cha ông truyền lại. Amen.